Thì em muốn hỏi thêm thầy một số các cái kỹ năng và phương pháp để tạo cái động lực cho nhân viên của mình. Ok, cảm ơn bạn. Để có động lực thì về mặt nội lực, một người có động lực khi họ có cái đích hào hứng để đến. Đây. Ví dụ ở dưới kia có cô hoa hậu mà các chú đang học ở trên này. Tôi bảo chú nào mà xuống trước thì tôi sẽ tặng cho đêm này. Mà khối ông tụt đường ống xuống. Mà bình thường sợ độ cao lắm. Vậy thì bản chất là gì? Nó phải có cái đích để nó hào hứng nó đến. Đúng nhỉ? Thứ hai là nó có con đường để gì? Để đi. Thứ ba, đây là hai, đây là một. Thứ ba, khi nó vấp ngã thì có người gì? Hỗ trợ. Có đúng không vậy? Nó có ba cái này. Cái này tôi gọi là phần nội lực. Còn người khác động viên từ đám đông thì cái này là phần ngoại gì? Ngoại lực. Nhân tiện tí nữa tôi sẽ chia sẻ phần đạo Phật chỗ này. Thế cho nên khi phỏng vấn nhân sự là việc số 1 anh phải hỏi cái đích nó đấy. Và tôi sợ nhất dùng một thằng không có đích đến thì đừng có nói động lực. Tiền không thích, gái không thích, nhè, xe cộ không thích, không thích cái gì cho lên chùa. Cho nên có phải ông đúng là ông đi tuyển người ông khiếp nhất cái loại, bảo em nói thật với anh, tiền không quan trọng, em đi làm thì cho vui thì vui, mày về nhà chơi với trẻ con. Có phải không nhỉ? Thì sợ nhất là không có đích thì làm sao nó có động lực. Ông để một đống thính xung quanh mà nó không chạy đến đám nào cả, chết với còn gì này. Ít nhất nó phải có tâm yêu thương chứ. Yêu thương sếp. Đấy. Thì đích đến. Cái thứ hai là bản thân ông hơn nó một cái đầu. Cái đích này là do ai tạo ra? Do nó. Và ông hơn nó một cái đầu, cho nên ông phải chỉ cho nó con đường gì? Chỉ cho nó con đường đi đến để nó đi. Chỉ thôi nha, chứ không phải bế nó đi. Rất nhiều ông CEO bế nó đi. Chỉ thôi. Và chỉ xong một phát là đạp một phát cho nó xuống nó bơi. Chứ đừng bế nó nha. Không như dạy bơi phụ nữ đâu. Một số ông bế phụ nữ bế từ đây qua bể bơi. Em gần bơi được rồi. Đấy là động viên vớ vẩn, đẳng cấp. Thế thì chỉ cho nó con đường đi. Xong sau đó là gì? Nó đi thì mỗi lần nó gần chìm, ông sẽ xuất hiện như một ông bụt hiện ra hỏi tại sao con khóc ấy. Là gì? Nâng nó lên. Đấy, nó đang bơi nó chìm, biết nó đang chuẩn bị chìm là gì? Chọc vào rốn phát, nổi lên, lại bơi tiếp. Đúng không? Nó đang chìm đầu thì chọc vào đầu chứ đừng chọc vào đít, nó nội tu đi. Thế thì như vậy là gì? Nó có động lực thì cái đấy tôi gọi là nội lực. Còn cái món ngoại lực là ông ở ngoài ông khen em tiến bộ, anh thấy em có khả năng ấy. Cái này gọi là dầu xoa, gọi là dầu gió thôi chứ không ăn thua một lúc là nó mất lực. Nó về mình khen, sếp khen rồi nó về, nhưng mà thực ra mình ngu, giờ tối tăm chả biết đi đường nào. Đúng không? Thế thì nguyên tắc là trong phỏng vấn là nguyên tắc người ta phải hỏi: một, chú thích gì? Hai, đường đi của chú là gì? Nếu chú chưa có đường anh sẽ chỉ giúp chú, chỉ luôn cho nó trong lúc phỏng vấn. Đấy là kỹ năng tôi phỏng vấn ấy. Và bắt đầu nó nhận ra con đường này đúng thì bắt đầu hỏi thêm về mặt tâm nó thôi. Đấy. Và khi mà tâm nó sạch cộng với con đường đi nó rõ, đích đến nó rõ, thì mỗi một lần mình nó vấp ngã là mình xuất hiện như một ông bụt, nó cảm ơn mình cả đời. Và như thế mới gọi tạo ra trung quân. Anh em có hình dung không ạ? Còn đây đúng lúc nó vấp ngã xuống đạp thêm phát nữa. Đúng không? Nó vấp ngã quay xuống thì chửi. Họp cả đống lại chửi. Đấy thì cái bệnh là muốn tạo động lực nhân viên chính là ở chỗ đó.
Vì vậy làm sếp phải gì? Phải giỏi. Chứ Quân nó bảo anh ơi em hết cách này. Em, giờ em phải làm sao? Tao cũng chả biết phải làm sao cả. Thế là hai thằng ôm nhau chết đuối. Rất phấn khởi, hai nhà mình cùng chết. Đấy. Quân phải hơn nhau. Thế thì một cái nữa, bản chất động lực thứ hai là mình phải dạy cho nó một cái bài thế này gọi là động lực. Trong đạo Phật thì có gọi là ngũ lực. Tức là bạn muốn làm được thành công, bạn phải có cái ngũ lực trong người. Cái lực đầu tiên gọi là tín lực. Tức là bạn làm cái gì bạn phải có niềm gì? Niềm tin. Còn kẻ nào mà làm không có niềm tin không bao giờ thành công. Cho nên khi đi bán hàng nó phải tin sản phẩm đấy là sản phẩm gì? Tốt và có khả năng bán được. Mới giao cho nó dự án thôi mà nó kết luận khó bán lắm. Khó lắm đi anh ạ. À. Anh bảo thông anh cố lên. Thử đi em. Nó gặp ba người không bán được nó bảo đấy em bảo khó lắm. Đến người thứ tư nó bảo chắc chắn ý kiến của mình đúng rồi. Vì càng khó bán thì nó càng thông gì? Càng thông minh. Ý nó nói là nhận xét gì? Đúng. Vì vậy nó càng thất bại nhanh thì nó càng chứng kiến, nó càng chứng minh là nó đúng. Cho nên ngay từ đầu niềm tin của nó là phải gì? Bán được. Có hiểu không ạ? À? Khi giao nhiệm vụ cho một thằng, nó phải có niềm tin là em hoàn toàn có thể điều hành được. Nhưng mà anh hỗ trợ em với. Nếu em vướng cái gì anh hỗ trợ em. Chứ còn là một khô lắm. Chưa làm sao biết là khó. Tại vì em thấy khô lắm. Đấy. Cái việc thứ hai là tấn lực. Có niềm tin nhưng mà cái này nó gọi là tinh tấn ấy. Tức là chịu gì? Chịu khó. Hay còn gọi là nỗ gì? Nỗ lực. Đúng không? Cái việc thứ ba, cái này trong đạo Phật đấy nhá. Ngũ lực này. Cái việc thứ ba là niệm lực. Niệm lực. Tức là trong nó không có cái suy nghĩ tiêu gì? Tiêu cực. Ví dụ cũng đi bán hàng. Nhưng mà bán một lần chưa được, bán hai lần chưa được. Nó phải hiểu quy luật 20-80. Nó bảo vậy chưa được là đúng rồi. Mình mới đi có hai lần chưa được. Mình mới phá sản hai lần cho nên chưa thành công là đúng rồi. Năm phát nữa. Có đúng không nhỉ? Có chú phá sản một lần vĩnh cửu luôn. Không bao giờ em làm sếp nữa. Từ đây em làm thuê. Nhưng mà cái thằng mà nó có niệm lực tốt ấy, nó hiểu quy luật mà. Ừ. Thì nó bảo gì? Kiểu gì chẳng có một lần vấp ngã. Lần đầu làm chuyện đấy vô tư thì không sao cả. Bắt đầu nó vi sinh ra cái tiếp tục là định gì? Định lực. Tức là niệm lực này là không được suy nghĩ tiêu cực. Cái định lực tức là gì? Nó định tâm để nó đi. Hay còn gọi người ta hay còn gọi là đam gì? Đam mê. Tức là nó không để ý những thứ xung quanh mà nó chỉ tập trung vào đúng việc đấy thôi. Không để ý quá nhiều. Cũng giống như một thằng mà nó định lực ấy. Khi nó ngồi nói chuyện với ông này, tôi với hai thầy trò đang ngồi nói chuyện với nhau, là cái định lực là hai thầy trò chỉ dành cho nhau thôi. Nhưng mà định lực thằng nào yếu hơn biểu hiện ngay khi có một đứa con gái mà mặc bikini bước vào. Thằng nào định lực yếu hơn thì làm sao? Quay sang hóng hớt. Ví dụ thầy mà hóng hớt cái trò nói đây, cứ nói đi. Mặt thầy nghe hết cả ra. Có hiểu không nhỉ? Thì rõ ràng cái cuộc nói chuyện đấy nó sẽ gì? Không hiệu quả nữa. Có hình dung không ạ? Thì cái đấy nó gọi là gì? Định lực. Và nếu có định lực tức là ổn định về mặt tư duy, ổn định về mặt đam mê, thì bắt đầu nó sinh ra gì? Tuệ lực. Và bắt đầu họ có trí tuệ về việc đó. Bạn có thấy toàn bộ nhân viên, kể cả anh em mình làm sếp đến ngày hôm nay mà được làm sếp, có phải mình thực hiện đúng cái này không? Chứ không sinh ra thằng nào có trí tuệ. Chưa thằng nào mà sinh ra có trí tuệ làm sếp. Vì vậy không có lớp nào dạy là lớp ra làm lãnh đạo. Mà thường các cháu làm nhân viên chán rồi xong mới đi học lớp lãnh đạo. Có đúng không? Thì cái này nó phải nằm ở đây. Đấy. Chứ còn mình làm cái gì mà mình không tin, dứt khoát nó thất bại. Làm mà không nỗ lực làm, thua. Làm mà trong lúc làm vẫn khởi nên cái tâm là gì? Thất bại. Là chết. Sau đó là gì? Ổn định. Nó trở thành đam mê. Và dứt khoát mình phải thắng. Thì cuối cùng trí tuệ nó sinh ra và người ta vượt qua. Và có những người họ bảo là gì? Họ may mắn, họ giống như Đức Phật hiện ra ấy. Là không hiểu sao có những thứ họ kinh doanh đến đường cùng rồi tự nhiên làm sao nó lại thành công, nó đến. May quá gặp quý nhân phù trợ.
Không phải đâu. Bỗng nhiên lúc đấy nó dồn định tâm hết vào từ đầu đến cuối, thì nó bỗng nhiên trí tuệ gì? Nó đột phá. Nó có một cái lực, nó đột phá tuệ lực. Đường vốn dĩ không phải là đường, mà ta đi nhiều thì nó là đường thôi. Vậy thì tư duy vốn dĩ nó không xuất hiện con đường tư duy, mà ta tư duy cái đấy nhiều thì nó thành gì? Tư duy cái đấy thôi. Đúng không? Ừ. Cho nên sai nhất của phụ huynh là bảo con học ngu toán. Nó ngay lập tức cho nó một cái niệm lực xấu. Thỉnh thoảng nó cứ được 5 điểm thôi mà. Thực ra thì bố mình nhận xét đúng mà. Mình ngu mà. Xong bắt đầu là năm mai nó lại được 5 điểm đâu mà. Thực ra bố nói quá đúng. Mà mình đã ngu thì học nữa nó cũng ngu, vì thế bố mình không học nữa. Và cuối cùng nó ngu thật. Thì nó kết luận là gì? Chỉ có bố mình thông minh. Bố mình thông minh kết luận mình ngu đúng. Nhưng mà cuối cùng nó lại đặt câu hỏi, nó lại lòng vòng một hồi, nó bảo nhưng mà như bố mình ngu vậy mà vẫn giàu thì sau này chắc chắn mình giàu rồi. Ô, tôi có thằng bạn, nó học giỏi nhất cái khóa tôi học. Với xong đến tôi đến nhà nó chơi thì tôi bảo với con gái, nó bảo bố cháu ngày xưa học giỏi nhất cái khóa của chú đấy. Thế bố nó can, bố nó bảo đừng đừng ông đừng nói vậy nữa. Và sao nó không nói vậy? Nó bảo hôm trước là tôi chở con tôi đi học, xong nó bảo là nó xin tiền mua cái quà. Thế tôi bảo là bố không có tiền. Xong nó mới quay sang nó bảo là, xong tôi mới dặn nó bảo con cố gắng mà học, nay mai lấy tiền mà mua. Xong nó bảo nhưng mà ngày xưa con thấy bố học giỏi vậy cơ mà, mà sao giờ bố không có tiền mua quà cho con. Thế thì con suy ra con học giỏi để làm gì? Bố chịu không trả lời được. Chuyện thật 100%. Bỗng bảo con gái đấy, nó đòi mua quà không có tiền mua quà cho nó. Xong bảo là con cố gắng học hỏi giỏi lên, xong nay mai tự lấy tiền mà gì mua. Nó bảo nó bố ngày xưa học giỏi vậy mà bây giờ còn không có tiền. Thế con học giỏi làm gì có tiền? Tự nhiên ông thấy nó nhục ngon mà thôi từ mai không khoe học giỏi nữa. Nếu con nó dạy cho ông bố một bài học đấy. Bắt đầu từ đấy ông mới quan tâm đến tiền nhiều hơn. Ok đấy. Thế thì tôi muốn chia sẻ cái này, nó là gọi là ngũ lực. Để tạo động lực cho chính mình mà gì, cho những người xung quanh. Về chia sẻ với anh em, nếu có chia sẻ với đồng đội tí nhỉ. Đó. Hay quá. Cứ thực ra tớ cũng thấy hay, tớ mới nhớ. Thực ra cái này của Đức Phật. Nhưng mà có điều tôi luôn đọc đạo Phật trong một cái tỉnh giác, tức là tôi không bị ma mị, mà tôi luôn đặt câu hỏi là ứng dụng vào đâu trong cuộc sống. Tôi không bị ma mị. Đấy, ví dụ như là trong cái tu thì nó có cái tu ngũ chánh cần, tứ chánh cần chẳng hạn. Thì ví dụ như là ly dục, ly ác pháp, rồi là sinh thiện, tăng trưởng thiện. Tức là bốn cái này gọi là tứ chánh cần. Tức là đầu tiên mà chú mà không có khả năng mà kháng với bùn thì tốt nhất chú tránh bùn ra. Chú mà thèm rượu thì bạn bè mà chú bị nghiện rượu thì nghiện rượu nó độc quá, gan phổi nó hỏng rồi, thì tốt nhất đừng có đi nhậu nữa, tránh hẳn ra. Chứ còn đã đến nơi mà chú không kháng được thì là chú phải uống. Uống xong chú đổ tại hoàn gì? Hoàn cảnh. Đúng không nhỉ? Vậy thì muốn tránh thì tránh ngay lúc bởi hoàn cảnh, chứ không phải đến lúc mà gì? Tại hoàn cảnh. Không. Đây là dục, tức là tham gì? Tham dục, tức là tùy thuận với cái đúng, chứ không tùy thuận với cái sai. Như em chẳng hạn, thằng nào nó rủ vào cái gì mà thế là chống lại không tùy thuận. Đấy, chuyện này hiểu không hết, rất nguy hiểm. Mai thằng nào nó rủ đi đâu cũng đi và thầy Tuấn bảo vậy mà chết tùy. Tùy thuận. Mình có đức tùy thuận. Đấy, thứ hai là ly dục. Thế còn đến cái đỉnh cao của tu thì là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thì cái đỉnh cao đi ăn thịt chó mà gì, không bị chó nó ngấm vào người đấy. Đến đỉnh cao rồi đấy. Đấy, thế ly ác pháp. Đấy, là những cái thứ ác. Ví dụ như là không giết chó mèo vân vân. Đấy, thì gọi là ly ác pháp. Xong bắt đầu bị sinh thiện. Nó lúc ấy nó vượt qua cái ác này rồi. Thì bắt đầu bị sinh thiện, tức là mới đi chia sẻ với mọi người thấy nó đúng, chia sẻ như tôi thế này gọi là gì? Chia sẻ gọi là sinh thiện. Thế thì sinh thiện đầu tiên là sinh với một người, thế chia sẻ cho một người, họ thay đổi được đúng không?
người thứ hai họ thay đổi được thì lúc đấy là mới chia sẻ với nhiều người thì gọi là gì, tăng trưởng thiện. Có hiểu không nhỉ? Tức là mở rộng nó ra, cũng giống như công ty cũng vậy. Anh mở một công ty thì đầu tiên là gì, sinh ra một công ty để chạy cho nó ngon đúng cái quy trình đã. Thế sau đó là gì, mở rộng công ty gọi là tăng trưởng đấy, đúng không nhỉ? Mở một chuỗi các công ty khi mà mình điều hành tốt rồi. Thực ra công ty đầu tiên là công ty demo, và nếu anh tất cả những sai lầm ở công ty một sai lầm hết đi, thử hết đi, và đến khi nó ngon rồi phát nó thành quy trình thì lần sau anh mở một chuỗi sẽ gì, rất dễ. Có hiểu không ạ? Cho nên công ty đầu tiên mà anh vận hành nó mà ngon phải mất 5 năm, nhưng công ty thứ hai có khi chỉ mất 2 năm thôi, nhưng đến công ty thứ ba chỉ mất 6 tháng là nó vào form hết, bởi vì cái năng lượng của anh thì nó tốt hơn rồi, cái khả năng của anh tốt hơn. Thì cái đấy nó với này thì cái này gọi là tứ tránh cần, ứng dụng được nhiều lắm. Tất nhiên rồi, thực ra con người nó khổ là vì nó như cánh diều thế này này, là mình có quá nhiều tham sân si mạn, tức là cái dây nó bám, mà diều có 5 dây thì con diều này lằng nhằng lắm, nhưng mà diều không có dây nó cũng rơi mà. Thôi thì mình cũng phải hư đến một thứ thì mình gọi là diều có một dây. Chứ còn ông cắt nốt cái này đi mà phát nóng thăng lên niết bàn này, có hiểu không?